không bán được cho Việt Nam nên đành nâng cấp T-80 để dùng tạm. Quý vị và các bạn thân mến, các hình ảnh báo chí Nga cho thấy quốc gia này đang thực hiện nâng cấp hàng loạt các xe tăng T-80 lên chuẩn BV sau một thời gian dài cất kho. Mạng Arms Expo mới đây đã đăng tải loạt ảnh ghi nhận không khí khẩn trương nâng cấp các xe tăng T-80 tại một nhà máy quốc phòng Nga. Số xe tăng này được cho là nằm trong kế hoạch đầy tham vọng của nước Nga hiện đại hóa toàn bộ 3.000 chiếc chiến xa T-80 lên chuẩn hiện đại nhằm đảm bảo phòng tuyến trên bộ của nước Nga trong bối cảnh các xe tăng T-14 Armata vẫn chưa sẵn sàng. Nhiều nguồn tin cho rằng quân đội Nga sẽ cắt giảm phần lớn kế hoạch mua hàng nghìn chiếc T-14 Armata, có thể vì giá cao và ngân sách quốc phòng thì hạn chế. Theo tờ Investia, công ty cổ phần Omtrans và công ty cổ phần phòng thiết kế chế tạo máy giao thông đặc biệt ở Saint Petersburg chịu trách nhiệm thực hiện chương trình hiện đại hóa T-80 lên chuẩn T-80BV. Trong ảnh là một chiếc xe tăng T-80B nguyên bản. Phiên bản của dòng xe tăng T-80 được sản xuất năm 1978 với tháp pháo mới, nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực cũng như bổ sung tổ hợp tên lửa chống tăng hiện đại Cobra cùng với các loại đạn dược mới để cho khẩu pháo 2A46M. Sau khi Liên Xô sụp đổ, phần lớn các xe tăng T-80 được quân đội Nga cho vào kho cất giữ lâu dài. Đã từng có thời điểm vì quá túng quẫn, quân đội Nga định bán tháo các xe tăng T-80 mà Việt Nam là một trong những nơi được chào hàng tới 100 đến 150 chiếc, theo nguồn tài liệu của học giả Karl Taylor. Thế nhưng cuối cùng Việt Nam phải từ chối vì nhiều lý do, mà một trong số đó, theo ông Taylor, là vấn đề kinh phí. Dẫu vậy, sau nhiều lần trì hoãn và tranh cãi, rốt cuộc quân đội Nga đã không bán được chiếc T-80 nào, mà thay vào đó, hiện tại họ đang tính tới việc nâng cấp phần lớn chúng để trang bị cho các sư đoàn tăng. Dù chưa đã có tuổi, thế nhưng nhìn chung sau nâng cấp, xe tăng T-80 hoàn toàn đủ khả năng chọi với các siêu tăng Leopard 2A7 hay là Challenger hay là Abram M1A1A2 của khối quân sự NATO. Thực ra, T-80BV không hẳn là phiên bản quá mới mẻ, mẫu này đã được phát triển từ năm 1985. Cơ bản đó là một chiếc T-80B, chỉ khác là được trang bị tăng cường giáp phản ứng nổ Kontakt-1, tăng khả năng bảo vệ trước đạn xuyên động năng, đạn tên lửa chống tăng. Trong ảnh có thể dễ dàng nhận ra, xe tăng T-80BV sẽ được trang bị giáp phản ứng nổ Kontakt-1. Andrew Hay Staley ước tính giáp Kontakt có thể giảm thiệt hại đến khoảng 86%, từ đầu đạn tên lửa 125mm, 58% với đạn HIT và 92% với đạn hỏa tiễn chống tăng hạng nhẹ, LO 93mm. Các xe được làm mới cũng sẽ nhận được hệ thống đóng mạch máy phát và khởi động động cơ mới, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại SOSNA-U có đầu tiềm nhiệt, máy đo xa laser và máy tự động bám mục tiêu. Đáng lưu ý theo Investia, động cơ GTD lắp cho T-80BV về mặt kết cấu gần với động cơ trực thăng, khác với động cơ đốt trong. Mọi quá trình trong phần chuyển động của tuốc binh xảy ra trong dòng khí chuyển động. Nhờ có giải pháp này mà động cơ GTD hoạt động mà không để tổn hao công suất và khởi động dễ dàng, thậm chí khi nhiệt độ xuống dưới âm 50 độ C, không khí nén được đưa từ máy nén và buồng đốt, nơi nhiên liệu được đưa tới và khi cháy tạo nên rất nhiều sản phẩm khí áp suất cao. Sau đó thì năng lượng áp suất được chuyển thành cơ năng do các cánh tuốc binh quay. Ngoài gói nâng cấp T-80BV, có khả năng quân đội Nga sẽ áp dụng phiên bản BVM hiện đại hóa một số xe tăng T-80B. So với BV, BVM hiện đại hơn nhưng đồng thời cũng đắt tiền hơn khi chúng tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến ứng dụng trên dòng tăng T-90M, MS. T-80BVM sẽ không dùng giáp phản ứng nổ Kontakt-1 mà thay vào đó là loại Relikt có thể giảm độ xuyên đạn chống tăng APF-SDS xuống chỉ còn 50%, chống chịu hiệu quả hầu hết các loại súng chống tăng hay tên lửa chống tăng hiện nay. Chưa kể việc tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực mới khiến cho khẩu pháo 125mm 2A46M trên T-80BVM nguy hiểm hơn. Theo một số nguồn tin, tầm bắn với đạn xuyên APF-SDS ban ngày lên tới 2-3 km, ban đêm là từ 2-2,6 km, sức xuyên đạn lên tới 590-630mm ở cự ly bắn đến 2 km. Ngoài các phiên bản T-80B, BV, BVM, quân đội Nga vẫn đang duy trì số lượng lên tới gần 500 chiếc T-80U, trang bị chủ yếu cho sư đoàn cận vệ số 2 Tamanskaya và sư đoàn cận vệ số 4 Kantemirsk. T-80U ra mắt vào năm 1985 với giáp phản ứng nổ Kontakt-5, trang bị động cơ diesel thay vì tuốc binh khí GTD trên T-80B. Việt Nam xuất khẩu vũ khí, ai sẽ là khách hàng tiềm năng? Quý vị thính giả thân mến, trong hơn 10 năm trở lại đây, chúng ta liên tục nội địa hóa thành công các loại vũ khí ngày càng hiện đại. Trên khuôn mẫu các loại vũ khí trang bị kỹ thuật đã có nguồn gốc từ Liên Xô và Nga. Đó là những bước đi cần thiết để có thể tự chủ được hỏa lực sẵn sàng chiến đấu, nhằm tránh phụ thuộc nguồn cung từ bên ngoài nhiều rủi ro và giá thành cao. Các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin rằng ta tự chủ được vũ khí trong tương đối là hiện đại với tính năng cao và giá thành vừa phải. Giờ thế chúng ta đã tiết kiệm ngân sách ngày một nhiều và đa dạng hóa trang bị với số lượng lớn một cách dễ dàng hơn. Trên cơ sở lý luận đó, ắt hẳn là vũ khí do Việt Nam chế tạo có tính năng tương đương hàng ngoại nhập và giá thành thấp hơn nhiều, phải là mặt hàng xuất khẩu cạnh tranh tốt trên thị trường vũ khí thế giới. Vì thế đã đến lúc chúng ta cần phải tính tới việc là tìm đầu ra cho vũ khí Made in Việt Nam. Hơn thế nữa, có thể khẳng định xuất khẩu vũ khí là cách duy trì tốt nhất lực lượng kỹ thuật và dây chuyền máy móc thiết bị để liên tục cải tiến nhằm tái sản xuất phục vụ mục đích bảo vệ Tổ quốc. Bức tranh chung của tiến trình tự chủ vũ khí trang bị của Việt Nam là đi lên từ vũ khí bộ binh công nghệ thấp. Đây là chuỗi sản phẩm lấp đầy nhu cầu trang bị số lượng lớn trong quân đội. Các sản phẩm của Việt Nam chủ yếu là các loại súng, đạn bộ binh, thiết bị thông tin, kính ngắm, quân trang v.v. Đây là các trang bị gắn liền với người lính. Vì thế, nó phù hợp với mọi quân đội, nhất là các lực lượng quân sự quy mô nhỏ có bản sắc chiến đấu trang bị gọn nhẹ cơ động như Việt Nam. Gần đây chúng ta mới bắt đầu tiếp cận với các sản phẩm kỹ thuật cao hơn như đạn súng cối hẹn giờ, tên lửa có điều khiển, một số hệ thống radar tương đối tiên tiến. Hiện trên thế giới thì các nước Tây Phi và Bắc Phi là những nước có tiềm năng xung đột lớn với các quân đội có quy mô nhỏ, trang bị lạc hậu, với các vũ khí mang vác thuộc hệ Nga, Liên Xô có xuất xứ từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng nhiều nhất vẫn là nguồn gốc từ Trung Quốc, Ai Cập và Iran. Đây là khu vực thị trường mà chúng ta nên nhắm đến, và nó cũng là điểm trung chuyển vũ khí đến các vùng xung đột chủ yếu khác. Hiện nay, chúng ta đã làm chủ hoàn toàn việc sản xuất đạn pháo phản lực 122mm cho các hệ thống phóng loạt như là BM-21 Grad. Nhu cầu về đạn cho các hệ thống gọn nhẹ như HM27, 2RL4 là rất lớn. Các hệ thống này đều dùng chung đạn với BM-21, nên việc ta tìm cách xuất khẩu các loại đạn BM-21 sang thị trường này là rất khả thi. Họ cần các loại đạn tin cậy và giá thành thấp vì hạn chế kinh phí. Súng và đạn AK-47 là nhu cầu cấp thiết tại khu vực Bắc Phi. Hầu như mọi người lính của tất cả các bên tham chiến đều dùng AK-47 hoặc các biến thể cải tiến của dòng súng tiểu liên được ưa chuộng nhất thế giới này. Hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể xuất khẩu sang thị trường này các sản phẩm của chúng ta như Trung Quốc đã và đang làm. Súng phóng lựu và đạn các loại cũng là nhu cầu lớn tại khu vực này. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Syria, những khẩu RPG-29 của phiến quân đặc biệt thích hợp cho chiến tranh đô thị để phá công sự, chống tăng trong đô thị. Nó là thủ phạm tiêu diệt những chiếc xe tăng hiện đại nhất của quân đội Syria. Súng cối, một loại vũ khí mang phát hỏa lực mạnh cũng rất được ưa chuộng tại chiến trường Bắc Phi do đặc tính cơ động, chính xác và kịp thời của loại hỏa lực này. Súng chống tăng hạng nặng cũng là loại hỏa lực được dùng trong đô thị phổ biến tại chiến trường châu Phi và Trung Đông, do tính gọn nhẹ có thể lắp trên xe bán tải cơ động và hỏa lực mạnh chính xác. Ngoài ra, các loại kính ngắm đêm, kính ngắm bắn tỉa và súng bắn tỉa, súng máy và đạn súng máy cũng rất là phù hợp nhu cầu của các chiến binh tại đây. Tại thị trường Bắc Phi, Tây Phi và có thể là cả Trung Đông, còn một thị trường chiến lược mà chúng ta nên nhắm đến là thị trường Mỹ và Nga. Với thị trường Mỹ, đây là thị trường bộ phận bán tổng thành phụ tùng vũ khí với doanh số hàng năm hàng trăm tỷ đô la. Các vũ khí Mỹ chủ yếu lắp ráp từ các linh kiện ngoại nhập có nguồn gốc khắp nơi trên thế giới. Nếu chúng ta quyết tâm đầu tư cho vũ khí công nghệ cao, chúng ta nên tìm cách thuyết phục các đối tượng khách hàng khó tính này. Nếu chúng ta cho rằng là chúng ta sản xuất hiệu quả, thì chúng ta phải cạnh tranh sòng phẳng được với các đối thủ khác trên thế giới để chen chân vào thị trường khổng lồ này. Đây cũng không phải là việc quá khó khi mà chúng ta nhìn được những nước đi trước như là Hàn Quốc, Nam Phi hay thậm chí như là Singapore hiện nay đều có từng lộ trình từng bước để tìm thị phần tại Mỹ. Với thị trường Nga thì chúng ta chứng kiến người Nga vất vả ra sao trong 3 năm qua khi mà nguồn cung phụ tùng linh kiện từ Ukraine và Đông Âu bị cắt. Nếu chúng ta biết tận dụng lợi thế trung gian giữa hai khu vực này, thị trường linh kiện tại Nga cũng không hề nhỏ và cơ hội có được công nghệ sản xuất đỉnh cao của các nước Đông Âu cũng không quá xa vời. Xuất khẩu vũ khí là phương cách tốt nhất duy trì sản xuất và lực lượng nhân sự kỹ thuật để phục vụ cho phát triển công nghiệp quốc phòng thay vì phải trông chờ vào ngân sách. Nếu chúng ta tự chủ sản xuất các sản phẩm quốc phòng hiệu quả thì nhất định chúng ta sẽ xuất khẩu thành công và ngược lại. Báo Quân đội Việt Nam bình luận top 5 tổ hợp pháo binh uy lực của quân đội Nga. Quý vị và các bạn thân mến, với truyền thống lâu đời, lực lượng pháo binh luôn được quân đội Nga trọng dụng. Khác biệt với Mỹ và phương Tây, sử dụng không quân là lực lượng cung cấp hỏa lực hỗ trợ chính cho lực lượng trên bộ, thì Nga lại sử dụng pháo binh làm nhiệm vụ này. Điều này cũng dễ hiểu tại sao quân đội Nga lại có lực lượng pháo binh hùng hậu, đa dạng về chủng loại. Căn cứ vào uy lực và nhiệm vụ, giới chuyên gia quân sự quốc tế đã xác định 5 dòng vũ khí pháo binh uy lực hàng đầu của quân đội Nga, tổ hợp pháo bắn đầu đạn hạt nhân Thi Công và Malka. Đứng đầu danh sách top 5 dòng pháo binh uy lực của Nga chính là tổ hợp pháo tự hành Pion, tên mã NATO là M1975. Đây là tổ hợp pháo binh cỡ nòng lớn, uy lực hàng đầu thế giới, được phát triển trong thời chiến tranh lạnh. Dòng vũ khí này được phát triển phù hợp với học thuyết tác chiến của Mỹ và Liên Xô trong giai đoạn những năm 1970 và 1980 về việc sử dụng đầu đạn hạt nhân chiến thuật bắn qua nòng pháo để tiêu diệt diện rộng các mục tiêu trên mặt đất. Chuyên gia quân sự Andrey Kos nhận định, ở nước Nga, chỉ có dòng pháo binh duy nhất có cỡ nòng 203mm là pháo tự hành 2S7 Pion và sau đó là phiên bản nâng cấp 2S7M Malka. Tổ hợp pháo Pion, ngoài khả năng bắn đầu đạn hạt nhân, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cũng chế tạo nhiều loại đạn thông thường uy lực dành cho chúng như đạn nổ cháy mạnh ZFO-35 110kg với tầm bắn 50km. Pháo 2S7 Pion giống như pháo chính trên các thiết giáp hạm thời Thế chiến II. Ria Novosti nhận định, tuy nhiên uy lực và phạm vi của tổ hợp pháo 2S7 Pion dù mang lại nhiều lợi thế, nhưng dòng vũ khí này cũng có một số nhược điểm. Theo đánh giá của quân đội Nga, tốc độ bắn và số lượng đạn mang theo cũng là một yếu tố để đánh giá. Về mặt này, pháo 2S7 Pion và 2S7M Malka là yếu thế khi chỉ mang được 4 và 8 đạn trong các hộp chứa đạn tiêu chuẩn. Quân đội Nga hiện vẫn niêm cất khoảng 300 tổ hợp pháo hạng nặng này. Súng cối hạng nặng Tyulpan được biết tới là một trong những tổ hợp cối cỡ nòng lớn nhất thế giới. 2S-4 Tyulpan được biên chế cho quân đội Liên Xô từ những năm 1970. Đến thời điểm hiện tại, quân đội Nga vẫn duy trì một số đơn vị tổ hợp cối hạng nặng này. Ria Novosti đánh giá, uy lực của cối 2S-4 Tyulpan là đạn cỡ 240mm được trang bị. 2S-4 Tyulpan được trang bị rất nhiều loại đạn gồm đạn nổ định tầm, nổ phá mạnh, đạn chùm và đạn tự dẫn. Dưới thời Liên Xô, dòng cối hạng nặng này thậm chí được trang bị cả đầu đạn hạt nhân nhờ quỹ đạo đạn bắn cầu vòng. Cối 2S-4 Tyulpan có thể tiêu diệt các mục tiêu bị che khuất nằm sâu trong các tuyến phòng thủ. Trong cuộc chiến ở Afghanistan, cối tự hành 2S-4 Tyulpan còn được trang bị đạn đối tầm sử dụng động cơ tên lửa. Chuyên gia ACOS cho biết, đạn trên không gồm xe tự hành. Tổ hợp cối 2S-4 Tyulpan có khả năng cơ động trên địa hình đồi núi và khai hỏa tấn công các mục tiêu nằm ở bên kia triền núi. Đạn 240mm đặc biệt hiệu quả tiêu diệt các mục tiêu ẩn nấp trong hang động và vị trí hiểm trở khó tiếp cận. Cối tự hành Vena. Tổ hợp cối tự hành 120mm 2S31 Vena Ven là dòng vũ khí mới nhất trong bảng xếp hạng được biên chế cho quân đội Nga từ năm 2010. 2S31 Vena được phát triển dựa trên kinh nghiệm chiến đấu tại Afghanistan khi cối tự hành S-29 Nona tỏ ra cực kỳ uy lực với phiến quân trang bị nhẹ, cơ động cao. Dựa trên cơ sở cối Nona, quân đội Nga đã phát triển thế hệ cối tự hành mới sử dụng khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Điểm mạnh của 2S-31 Vena chính là tốc độ bắn cao và khả năng tự hành tốt trên mọi địa hình. Mỗi tổ hợp 2S-31 Vena đều có máy tính đạn đạo trên khoang và hệ thống liên kết thông tin cho phép tiếp nhận và truyền thông tin về phần tử bắn cho toàn bộ khẩu đội. Thông tin về mục tiêu, chế độ bắn được hiển thị trên màn hình của trưởng xe. Với thông tin của 30 mục tiêu, trưởng xe chỉ việc chọn ra mục tiêu cần tiêu diệt và hệ thống điều khiển hỏa lực sẽ tự động tính toán phần tử bắn để khai hỏa. Trong các tình huống đột kích, 2S-31 Vena chỉ mất khoảng 20 giây để tính toán khai hỏa vào các mục tiêu ưu tiên. Sự kết hợp của tổ hợp cối 120mm có thể bắn bất kỳ loại đạn nào trên khung gầm xe bọc thép hạng nhẹ đã giúp 2S-31 Vena có sức hút lớn trên thị trường vũ khí quốc tế. Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch. BM-30 Smerch, tạm dịch là tố lốc, là một trong những tổ hợp pháo phản lực uy lực nhất trên thế giới hiện nay. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1987, BM-30 Smerch trang bị 12 đạn phản lực 300mm với 250kg đạn chùm, độ phá mảnh và nhiệt áp. Chuyên gia ACOS đánh giá, sức mạnh hủy diệt của BM-30 Smerch nằm ở khả năng tấn công diện rộng tới 70 ha ở khoảng cách 20 đến 70 km. Giới chuyên gia từng đánh giá, nếu 6 dàn phóng BM-30 Smerch khai hỏa cùng lúc, mục tiêu sẽ chịu sự công phá không khác gì đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Hiện tại, Nga đang phát triển biến thể nâng cấp của BM-30 Smerch với tên mã là Smerch S. Điểm mạnh của Smerch S là việc trang bị đạn rocket tự cơ động quỹ đạo trong các pha phóng. Việc trang bị đạn rocket tự dẫn chính xác cao kết hợp với khả năng hủy diệt của Smerch S đã tạo ra dòng vũ khí tấn công uy lực mới. Nga nhắc đến Việt Nam đầu tiên khi xuất khẩu Mi-28NE. Quý vị thính giả thân mến, tại sự kiện quân sự ở Nga vừa qua, ông Vladislav Kumistrov, Phó Giám đốc Bộ phận Xuất khẩu Vũ khí Hàng không thuộc tập đoàn Export cho biết, Nga sẵn sàng xuất khẩu Mi-28NE và Ka-52. Thật bất ngờ khi cái tên được ông Vladislav Kumistrov nhắc đến trong những khách hàng tiềm năng nhất của cả hai dòng trực thăng này chính là Việt Nam. Ngay sau khi tuyên bố bất ngờ của ông Vladislav Kumistrov, Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông Andrey Boginsky cho biết lần đầu tiên Nga đưa ra xuất khẩu các trực thăng tấn công Mi-28NE với tổ hợp phòng vệ mới nhất bảo vệ chiếc máy bay trước tên lửa phòng không có đầu điều khiển hồng ngoại. Ông Andrey Boginsky tuyên bố việc cung cấp xuất khẩu lô Mi-28NE là sự kiện hết sức quan trọng đối với tập đoàn bởi những máy bay này đặt ra các tiêu chuẩn mới về trực thăng tấn công trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, ông này không tiết lộ danh tính khách hàng nước ngoài. Bên cạnh tổ hợp phòng vệ, trên Mi-28NE còn lắp đặt hệ thống phương tiện liên lạc hiện đại, đảm bảo tuyến thông tin liên lạc không dây với tổ lái của máy bay khác và trạm điều khiển mặt đất cũng như kết nối liên lạc điện thoại nội bộ giữa hai phi công. Nếu thông tin do lãnh đạo tập đoàn Rosoboto Export công bố trở thành sự thật, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong tương lai, Việt Nam sẽ sở hữu dòng trực thăng tấn công có khả năng công thủ toàn diện hàng đầu thế giới. Theo những thông tin được Nga công khai, Mi-28NE là biến thể của mẫu trực thăng Mi-28N thợ săn đêm được thiết kế truy tìm, tiêu diệt xe tăng thiết giáp, bộ binh đối phương, các tàu chiến cỡ nhỏ, các mục tiêu máy bay bay thấp, tốc độ thấp của địch. Trực thăng tấn công Mi-28NE được trang bị một loạt tiếng lớn gồm radar sóng, bilimet, trên đỉnh trục chính cánh quạt, trang bị thêm các khí tài trinh sát hồng ngoại, TV, đo xa, laser. Cùng với hệ thống điện tử tối tân là dàn hỏa lực cực mạnh của Mi-28NE gồm tên lửa chống tăng ATACMS tối đa 16 quả, tên lửa không đối không IGLA hoặc R-73E, rocket 80mm, 130mm. Mi-28NE có thể lắp radar điều khiển hỏa lực hiện đại trên đỉnh của trục cánh quạt. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.